Xin chào mọi người, tiếp tục đến với nội dung bộ phim Tru Tiên. Mở đầu tập phim là lời nói của Thường Tùng về pháp luật kỷ cường. Phàm là người không tuân theo sư trưởng dạy bảo, khinh mạn cấp bậc, lễ nghĩa cao thấp thì trục xuất sư môn. Phàm là người tiết lộ công pháp bản môn và tu tập công pháp phái khác thì phế công đoạn gần, cầm tù cả đời. Phàm là kẻ cấu kết ma giáo mưu hại Thanh Vân thì chém đầu. Phàm là kẻ cố tình mưu nghịch bề trên thì chém đầu. Kẻ tạo ý mưu sát đồng môn và sư trưởng, nhập ma giết hại sinh linh vô tội cũng chém đầu. Đúng hẹn lại lên, Trương Tiểu Phàm nhanh chóng được dẫn tới tra hỏi. Điểm Bất Dịch cũng cảm thấy bất ngờ vì Thanh Vân Môn đã rất lâu không làm lớn như vậy. Đột nhiên, người quen cũ của Tiểu Phàm là Vương Nhị Thúc hoảng loạn là hét có quỷ. Hỏi thăm thì không nói, nên Trương Tiểu Phàm cũng bất lực. Tại nơi khác, Quỷ Vương dẫn theo đám người chuẩn bị tiến tới địa bàn Thanh Vân Môn. Trước mặt họ là một tầng kết giới. Muốn đi qua phải phá hủy được nó, Quỷ Vương đi lên trước tung chiêu vào kết giới. Tuy nhiên, kết giới không những cứng rắn mà còn phản đòn ngược lại khiến ông cũng bất lực. Dược Thần chủ động đi ra và cho biết đã có cô nhân tặng cho lão bí pháp để phá vỡ vách ngăn này, cái đó là ai thì không biết. Quả nhiên sau khi lão xuất thủ thì kết giới đã bị hóa giải, Quỷ Vương thế vậy liền không quên khen ngợi Dược Thần. Năm đó Thanh Vân hủy đi Tù La Tháp của Thánh Sáu, hôm nay nhất định phải rửa sạch nhục nhã, đáp bằng Thanh Vân. Dứt lời cả đám liền xông lên núi. Chuyển cảnh vào trong đại điện Thanh Vân Môn, các đệ tử cùng trưởng lão đã tập trung đầy đủ. Trương Tiểu Phàm chậm rãi bước vào bên trong, đến giữa sân khấu thì dừng lại. Trưởng môn Đạo Huyền chân nhân bắt đầu lên tiếng, bản thân cậu đã tới Thanh Vân Môn không ít năm. Rốt cuộc, đã thuộc nằm lòng quy môn chưa? Cậu cho biết, đã thuộc lòng đầy đủ. Đạo Huyền lại tiếp tục lên tiếng hỏi thăm về công pháp Đại Phạm Bà Nhược của Thiên Âm Tử. Trương Tiểu Phàm khẳng định biết và cũng biết, môn quy Thanh Vân Môn trước giờ nghiêm cấm đệ tử tu hành công pháp phải khóc. Đại Phạm Bà Nhược này chính là công pháp độc môn của Thiên Âm Tử, chưa từng truyền ra ngoài. Thường Tùng muốn biết cậu đã học ở đâu. Nhớ lại năm đó, cậu từng hứa với Lão Hòa Thượng là có chết cũng không đem chuyện này tiết lộ, nên nhất quyết không nói. Ngay tới đây, Phổ Hoằng Đại Sư cũng thở dài, bắt đầu lên tiếng, người ngoài tu tập Đại Phạm Bà Nhược đúng là làm trái môn quy của Thiên Âm Tử. Nhưng vì vậy mà định tội chết cho Trương Tiểu Phàm, chung quy là làm trái hoài nguyện từ bi của Phật Tổ. Thường Tùng đạo nhân lập tức cắt lời, cho rằng việc này sớm đã không phải phiền phức của môn nhà Thiên Âm Tự bọn lão nữa. Tiểu tử đó không chỉ học trộm công pháp phái khác mà còn cấu kết ma giáo, tai họa Thanh Vân, tuyệt không thể dùng thứ. Tiểu Phàm nghe vậy lập tức phản bác mình không cấu kết ma giáo. Thường Tùng tiếp tục hỏi thăm, nếu vậy thì phải huyết châu trên Thiêu Hỏa Côn từ đầu mà có. Thượng quan Sách cũng xen vào cuộc nói chuyện, chiến dịch Lưu Ba Sơn nếu không vì ma giáo nhận ra phải huyết châu nhiễu loạn lòng người, thì Quỷ Vương chưa chắc đã có thể đạt được thần thú Quỷ Ngưu. Lời này chính là đang đổ thêm dầu vào lửa. Lão ta còn cho rằng Thanh Vân Môn thu nhận yêu nhân ma giáo vào trong môn. Lời này khiến cho Điểm Bất Dịch tức giận. Trương Tiểu Phàm cũng thế, cậu cho rằng cho dù Thiêu Hỏa Côn là vật tà đạo, nhưng cậu dùng nó để làm việc chính đạo, trảm yêu trừ ma, không thẹn với lương tâm. Thường quan Sách lập tức đề cập tới quan hệ giữa cậu và con gái của Quỷ Vương. Có vẻ như hai người có mối quan hệ e là không thể nói rõ nhỉ. Tiểu Phàm thừa nhận quen biết Bích Sào, trong Tích Huyết Động nàng ta từng cứu mạng cậu, sư môn cũng dạy cậu biết ơn nên báo đáp cơ mà, nhưng cậu hoàn toàn không có cấu kết ma giáo. Thương Tùng nhanh miệng đối đáp, chính tả bất lưỡng lập. Này cậu đã bị yêu nữ ma giáo mê hoặc tâm trí, còn dám rảo biện. Thượng quan Sách quay sang phía Đạo Huyền yêu cầu Thanh Vân Môn cho chính đạo thiên hạ một công đạo. Đạo Huyền đứng dậy nói chuyện, Thanh Vân Môn là lãnh tụ của chính đạo, từ khi nào lại thiếu công đạo cho thiên hạ? Ông nhắc nhở Thượng quan Sách đừng quên nơi này là Thanh Vân Môn, xử lý cũng là việc riêng trong tông môn. Thương Tùng chủ động tiến lên nói chuyện với Đạo Huyền. Lời lẽ có phần thúc ép bằng việc cho rằng tiếng tốt ngàn năm của Thanh Vân đều đặt lên người trưởng môn. Sau một thoáng suy nghĩ, Đạo Huyền cũng lên tiếng, vì bảo vệ danh dự Thanh Vân Môn, càng vì không phụ lòng người chính đạo nên không thể không dùng biện pháp mạnh. Ông quyết định sẽ xử trảm Trương Tiểu Phàm, không biết là cậu trước khi về đất mẹ còn có dinh ngôn gì hay không. Đám người Điểm Bất Dịch nghe những lời này liền hoang mang bất ngờ. Còn Thường Tùng thì đúng như ý nên vui mừng. Đột nhiên Lục Tuyết Kỳ tiến lên cầu xin, nàng có lời muốn nói Đạo Huyền. Nàng cho biết bản thân mình và Trương Tiểu Phàm không có quan hệ thân thiết, nhưng lúc tiêu diệt ma giáo ở Vạn Bức Cổ Quật và Lưu Ba Sơn từng tận mắt thấy cậu ta và Dương Nghiền ma giáo tranh đấu liều chết. Dù cho cậu ta có phạm sai lầm gì thì cũng mong Đạo Huyền tra xét cẩn thận. Nàng nguyện lấy tính mạng của mình đảm bảo Trương Tiểu Phàm không phải gian tế của ma giáo. Lâm Kinh Vũ đột nhiên chạy lên quỳ xuống đảm bảo dùng tính mạng của mình, đảm bảo cho Trương Tiểu Phàm. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cho nên hắn biết Tiểu Phàm tuyệt đối sẽ không cấu kết với ma giáo. Đám người Đại Trúc Phong cũng lập tức dùng tính mạng của mình đảm bảo cho Trương Tiểu Phàm. Điều này khiến Thường Tùng vô cùng tức giận, chẳng lẽ mấy người làm phản hết rồi hay sao? Thượng quan Sách lên tiếng mỉa mày, hắn sớm nghe Thanh Vân Môn quy củ nghiêm ngặt, nhưng hôm nay được tận mắt nhìn thấy, quả nhiên không tầm thường. Đột nhiên một tên sư đệ đến thông báo cho Tiêu Dật Tài về chuyện màn chắn kiếm khí bên ngoài tông môn đã bị phá, nghi ngờ là người của ma giáo làm. Hắn ta nghe vậy liền đi lên thông báo cho Đạo Huyền chân nhân. Vừa nghe xong Đạo Huyền liền giật mình bất ngờ, về mặt này khiến cả đám cũng kinh ngạc. Ông ta trực tiếp bỏ đi kiểm tra, cuộc thẩm vấn Trương Tiểu Phàm tạm thời bị gián đoạn. Ở bên ngoài, đám người ma giáo đã xông lên núi, các đệ tử trông coi nhanh chóng bị giết chết. Mặc dù đã cố gắng phản kháng, vậy nhưng chỉ với vài người thì bọn họ hoàn toàn không phải đối thủ của đám người ma giáo. Chuyện cấp bách bây giờ là phải phá vòng vây thoát ra ngoài. Dứt lời bọn họ liền lao lên tấn công địch, cố tìm cho mình một con đường sống. Đạo Huyền chân nhân yêu cầu mở ra pháp trận bảo vệ tông môn. Tiêu Dật Tài nghe lệnh liền cùng với các đệ tử mở ra kiếm trận, còn ông ta thì quay lại vào bên trong Ngọc Hư Điện, cầm cây Thiêu Hỏa Côn lên tuyên bố Trương Tiểu Phàm thông đồng với ma giáo. Đâu ai biết rằng một con rết bất ngờ chui ra từ Thiêu Hỏa Côn, sau đó nhanh chóng bò vào người Đạo Huyền. Đạo Huyền chân nhân nhanh chóng bị ám toán, cơ thể trúng kịch độc. Ông nhận ra thứ vừa ám toán mình là Rết Thất Vĩ Minh Công. Nguyên nhân xuất phát từ cây Thiêu Hỏa Côn nên Trương Tiểu Phàm hoàn toàn bất ngờ, cùng đó là sự hoảng sợ. Thương Tùng đạo nhân nhanh chóng tiến lại đỡ lấy Đạo Huyền, hỏi thăm tình trạng của ông. Đạo Huyền cho biết độc này tuy lợi hại nhưng không nguy hiểm tới tính mạng. Thương Tùng nghe về liền thẳng thắn cho biết đã như vậy thì lão sẽ tặng cho ông thêm một thứ nữa. Lời vừa dứt thì lão đã rút ra một con dao đâm một nhát vào ngực trưởng môn. Mọi thứ quá bất ngờ, Đạo Huyền hoàn toàn không ngờ được. Ông yếu ớt đánh ra một đòn rồi lùi lại. Tới đây thì Thương Tùng đạo nhân đã không cần giấu giếm gì nữa, lão ta cười lớn vui mừng. Tất cả mọi người chứng kiến màn lật mặt này thì vô cùng bất ngờ. Đầu anh nghĩ rằng người trụ cột của Thanh Vân Môn lại cấu kết ma giáo ám hại trưởng môn. Thương Tùng chỉ tay về phía Đạo Huyền tuyên bố lão cuối cùng cũng chờ được đến ngày hôm nay, nợ cũ và mới phải tính một lượt với ông. Ở bên ngoài, đám người ma giáo đã xông vào đến bên trong. Đối mặt với nhiều cao thủ như vậy, đám người Tiêu Dật Tài cũng hết cách. Bọn chúng nhanh chóng đánh thủng kiếm trận rồi bắt đầu bón hành cho đệ tử Thanh Vân Môn. Tình thế không ổn rồi, Tiêu Dật Tài lập tức yêu cầu đi thông báo cho Đạo Huyền chân nhân. Đúng lúc mọi thứ căng thẳng thì tập phim đã hết rồi. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Các bạn hãy đón xem nhé! Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!